Chào các bạn, có quá nhiều những cái clip giới thiệu rồi là cập nhật giá thành rồi. Thì ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục làm những cái clip hướng dẫn sử dụng các tính năng đặc biệt trên các dòng TV. Clip ngày hôm nay sẽ phục vụ các bác cách có thể phản chiếu màn hình laptop hoặc máy tính của các bác lên TV Samsung. Kể cả TV Samsung 2020 hay 2021 thì các bác đều có thể thao tác được, không cần phải sử dụng dây HDMI. Rất là đơn giản, chỉ mất vài thao tác là các bác đã có thể phản chiếu màn hình laptop lên màn hình TV Samsung. Rất mong nhận ủng hộ của các bác bằng cách nhấn đăng ký để theo dõi các clip em hướng dẫn, cũng như cách fix các cái lỗi trên các dòng TV đang bán trên thị trường. Cảm ơn các bác. Trước mắt các bác đang xem đây là mẫu TV mới nhất của Samsung trong năm 2021, 55AU8000. Và 2021 thì Samsung tích hợp thêm một cái tính năng rất là đặc biệt và tiện dùng đối với các bác muốn kết hợp công việc trên chiếc TV Samsung của nhà các bác. Đó là tính năng PC on TV. Khi mà các bác di chuyển vào phía bên trái của màn hình TV thì các bác sẽ nhìn thấy tính năng PC on TV này. Với tính năng này thì các bác có thể phản chiếu màn hình laptop của các bác lên TV Samsung mà không cần phải cắm dây gì cả. Rất là đơn giản và dễ dàng. Đấy, thì để có thể sử dụng được cái tính năng này thì trước tiên các bác sẽ phải có laptop và điều kiện để có thể sử dụng cái tính năng phản chiếu này, đó là laptop chạy hệ điều hành Win 10 trở lên. Các bác nhớ nhé, hệ điều hành Win 10 hoặc là các bác sử dụng máy tính bàn, máy tính để bàn cũng phải chạy hệ điều hành Win 10 trở lên thì mới có thể sử dụng được. Sau đó thì các bác sẽ kết nối mạng, tức là bắt wifi cho TV và laptop của nhà các bác, bắt chung một mạng. Các bác bắt chung một mạng, trước tiên thì các bác thử vào cái PC on TV này xem nó có những cái gì. PC on TV trên Samsung 2021 thì nó có đầy đủ các cái tính năng để có thể phản chiếu màn hình từ laptop, từ máy tính, từ điện thoại cũng như là từ MacBook lên màn hình TV. Rất là đơn giản và dễ dàng. Để có thể làm được cái tính năng này thì các bác tiến hành bắt wifi cho cả laptop và TV. Sau đó thì tiến hành phản chiếu bằng cách thao tác như sau. Đây các bác nhìn này, ở ngay mục đầu tiên là mục chia sẻ màn hình. Các bác chọn là mục chia sẻ màn hình thì nó cũng có hướng dẫn. Bước 1 là trên PC hoặc laptop, chọn lúc này để ở thanh tác vụ này. Các bác nhìn về phía góc màn hình của laptop thì nó sẽ có một cái mục như vậy. Các bác chọn vào đó. Trong mục này nếu mà nó không xuất hiện hết tất cả các tính năng này thì các bác chọn vào expand. Collapse này, collapse là co lại, expand mở rộng này. Đấy. Các bác chọn vào đó. Còn trên TV các bác vẫn để nguyên nhé, không cần phải bấm gì TV khi đã ở cái mục này cả. Sau đó thì các bác sẽ chọn vào cái mục collect ở trên laptop. Các bác nhìn này. Collect ở trên laptop. Thì ngay lập tức thì nó sẽ search hết. Nếu mà để ở nhà các bác ấy thì nó sẽ search ngay ra tên của TV nhà các bác. Còn đối với ở đây thì em đang có rất là nhiều những cái TV có khả năng trình chiếu thì em sẽ tìm đến đúng cái TV mà em đang muốn kết nối. Đó là con AU8000, đây cái con trỏ nó đang trỏ đây, 55AU8000, em nhấn vào. Thì ngay lập tức nó sẽ báo collect ở trên màn hình. Và trên TV thì nó cũng đang báo là đang kết nối với cả màn hình rồi. Đang kết nối với cả desktop Q79T1 kìa. Đấy, các bác nhìn thấy không ạ? Thì ngay lúc này thì các bác sẽ thấy được là nó sẽ đang kết nối với cả cái con TV Samsung. Đấy, màn hình nó đã kết nối với nhau rồi. Đấy, từ laptop lên TV, không cần phải sử dụng dây gì cả. Thao tác rất là dễ dàng và mượt mà. Các bác nhìn này, em thử thao tác ở trên Google, ở trên laptop này. Truy cập Google Chrome này. Đấy, ngay lập tức thì nó đã xuất hiện ở trên màn hình TV rồi. Hãy thử vào xem đá bóng hoặc là các bác đọc báo chẳng hạn. Đấy, các bác nhìn thấy không ạ? Ngay lập tức thì nó đã kết nối, không có gì khó khăn cả. Cái bước này thì nó sẽ phù hợp với các bác mà chuyên sử dụng máy tính để có thể hội họp, rồi trình chiếu những cái nội dung cơ bản phục vụ công tác giảng dạy hoặc là live stream của các bác. Đấy, thì các bác có thể sử dụng tính năng này, rất là hay các bác nhé. Các bạn nhớ đăng ký để theo dõi các clip em hướng dẫn thêm những tính năng trên TV Samsung. Cảm ơn các bạn.